Vô lý. Cao. Nhờ chân chánh rằng xin nghe ví dụ. Tâu Đại Vương, giống như người đàn ông đem cây đèn vào trong ngôi nhà tối tăm. Cây đèn khi đã được đem vào thì xua tan bóng tối, tạo ra ánh sáng ngời, phô bày ánh sáng, làm cho các vật thể được hiển thể, hiển hệ, hiển hiện. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, tuệ trong khi được sanh lên thì xua tan bóng tối vô minh, tạo ra ánh sáng ngời của minh, phô bày ánh sáng của trí, làm cho các chân lý cao thượng được hiển hệ, hiển hiện. Nhờ đó, hành giả nhìn thấy với tuệ chân chánh rằng là vô thường, hoặc là khổ não, hoặc là vô ngã. Tâu Đại Vương, tuệ có sự soi sáng và tướng trạng nghĩa là như vậy. Thưa Ngài Nagasena, Ngài thật khôn khéo. Câu 16. Đức vua đã nói rằng, Ngài Nagasena, các pháp này là khác biệt, nhưng có phải chúng đạt tới cùng một mục đích? Tâu Đại Vương, đúng vậy. Các pháp này là khác biệt, nhưng chúng đạt tới cùng một mục đích là diệt trừ các phiền não. Thưa Ngài, các pháp này là khác biệt, nhưng chúng đạt tới cùng một mục đích là diệt trừ các phiền não, nghĩa là thế nào? Xin Ngài cho ví dụ. Tâu Đại Vương, giống như các đạo quân là khác nhau, các con voi, các con ngựa, các cỗ xe và bộ binh, nhưng chúng đạt tới cùng một mục đích là chiến thắng đạo quân đối địch ở chiến trường. Tâu Đại Vương, tương tự như thế, các pháp này là khác biệt, nhưng chúng đạt tới cùng một mục đích là diệt trừ các phiền não. Thưa Ngài Nagasena, Ngài thật khôn khéo. Dạ, con đã đọc xong phần chánh kinh. Dạ, sau đây con kính cung thỉnh sư Huy Niệm và sư Từ Bi Hoan Hỷ Đăng Đàn để giảng dạy bài học cho chúng con ngày hôm nay ạ. Dạ, con kính cung thỉnh bàn tay của sư. Dạ, sa thú. Dạ, con xin xuống mít ạ. Sa thú. Đấy, cô đọc rất là hay. Hôm nay chúng ta sẽ học phần còn lại nói về pháp cuối cùng ở trong năm năm pháp thuộc về ngũ căn và ngũ lực, đó là Paññā. Bây giờ trước khi bắt đầu, chúng ta làm lễ tam bảo trước cái đã, xong rồi mình sẽ sinh hoạt cái buổi học ngày hôm nay. Thưa quý vị, chúng con đem hết lòng thành kính lễ Đức Thế Tôn và ứng cúng Đấng Chánh Đẳng Giác. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ giáo pháp Đức Thế Tôn thuyết giảng có công năng hướng thượng đều đến sự lợi ích cho những ai có lòng tin và thực hành theo. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Tăng, những bậc được truyền thừa và thực hành theo chánh pháp. Các ngài đã đắc được quả thánh hoặc còn phàm, là mô phạm của chúng sanh, là phước điền của chư thiên và loài người. Chúng con xin làm lễ ba ngôi cao quý ấy. Trước hết bên đó quý vị cho sư biết lại một lần nữa, hôm nay quý vị ở bên đó nghe rõ phải không? Rồi, ok. Ở đây trước hết chúng ta có hai từ mình cần phải hiểu. Nó có một cái sự khác biệt. Nó có điểm tương đồng nhưng mà nó cũng có cái sự khác biệt ở trong đó. Thứ nhất là cái chữ nhà ná.
không biết ai có biết đánh cái chữ nhà ná hay không, bởi vì sư không có biết đánh dấu, bởi vì chữ nhà ná nó có cái dấu ngã ở cái chữ n đầu tiên và cái dấu nặng chấm ở dưới ở chữ n là thứ hai. Chữ mà sư không biết đánh thì chỉ có biết đánh mẫu tự Latin bình thường thôi, nhà ná. Nhà ná hay còn gọi là trí. Đúng rồi, cảm ơn thầy Đức Cơ Nguyên Thông. Chữ nhà ná là trí. Và cái chữ thứ hai mà hôm nay chúng ta thấy ở trong phần này, ngài ngài Nagasena, ngài 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 dùng đó là chữ Păng Nha. Chữ Păng Nha cũng có hai dấu ngã ở trên hai chữ anh. Nhà có nghĩa là tuệ. Ok, đúng rồi. Từ trước tới giờ mình hay tiếng Việt mình hay dùng là chẳng hạn như mình nói là người đó là người có trí tuệ chẳng hạn. Nhưng mà thực ra trong trong cái cách dùng mà từ của Phật học đó, thưa quý vị, nhất là về lãnh vực về pháp thực tính đó, thì được các vị được Đức Phật và các vị thánh tăng xài cái ý nghĩa nó rất là chuẩn xác, nó không có cái sự chung chạ và lẫn lộn với nhau. Nếu mà mình muốn hiểu biết một cách đầy đủ về bao nhiêu loại trí tuệ, thưa quý vị, một cách đầy đủ thì thực ra đến tổng cộng đến ở trong Patthisamvida nó có tổng cộng đến 73 loại. Vị chờ sự xíu. Đúng rồi, nó có tổng cộng á, nếu mà tính theo mỗi pháp mà riêng biệt cụ thể của tất cả các loại trí thì nó có tổng cộng đến 73 loại lận, và được trình bày rất là cụ thể mỗi từng thể loại ở trong bộ Patthisamvida. Tuy nhiên và ở trong phần đó có đề cập cả những loại trí mà chỉ có dành riêng cho những chúng sanh là những bậc cũng là những bậc A-la-hán nhưng mà không phải là chánh đẳng chánh giác, thì những chúng sanh đó chỉ có khả năng có được 67 loại thôi, còn có 6 loại trí chỉ có bậc chánh đẳng chánh giác là mới mới có đầy đủ. Thì trong số 73 loại trí đó thì có 6 loại trí chỉ dành riêng cho bậc chánh đẳng chánh giác thôi. Hay nói một cách khác cho dễ hiểu hơn, thật ra nói dành riêng thì mình có giống như là mình dễ hiểu lầm là do mình người này hơn hay như thế nào hay như thế khác mà người này có người kia không có, tức là ở đẳng cấp của vị chánh đẳng chánh giác thì mới có đủ có đủ cái năng lực Nam mô Bụt Thầy giá.
Dạ con Nguyên Trang, dạ một lần nữa con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, dạ kính lễ cô tu nữ Khê Ma, kính chào đạo tràng. Dạ con nghĩ là sư bị rớt mic rồi ạ, à. Con không thấy sư Huy Niệm còn cái mic ở trong room nữa. Dạ kính mong đạo tràng chờ chút xíu ạ. À, cảm ơn Như Quỳnh đã cho biết được tín hiệu, à, cảm ơn Châu Nguyễn cho biết được tín hiệu. Dạ, à, con không biết là khi nào sư Huy Niệm sẽ trở vào nên con kính cung thỉnh sư Thanh Tâm. Dạ con không biết sư Thanh Tâm có trước máy không ạ. À? Con kính thỉnh sư cầm mic ạ. À, trong khi chờ đợi sư Huy Niệm trở vào ạ. À. Dạ sư Thanh Tâm có trước máy không ạ. À? Con không thấy sư Thanh Tâm. Dạ con mời sư Huyền Thần Nguyên Thông. Dạ con kính thỉnh sư. Dạ sư có thể à, kính thỉnh sư Nguyên Thông. Dạ sư có thể cầm mic không sư? Sư có trước máy không sư? Dạ trong khi chờ sư Huyền Niệm. Dạ sa thú con thấy bằng tay sư. Dạ con kính dâng mic lại cho sư ạ. À. Dạ con xin xuống mic. Nói chuyện rất là dễ thương à, sư làm sao suy giảng không có chọn à, không biết được con sư nói con muốn là cái gì cũng được nhưng mà không phải là bài của sư bài con có quyển sách trên Miranda Miên ra vấn đáp đấy, có vừa soạn bài cho nên là nói được không cầm cái này coi như là một người mù mà gậy đây biết làm gì đâu đến nay nhưng mà xin mời sư có nói câu này thì rất thích thú rung Phật pháp là tất cả những cái quý vị có mặt trong room này nè là được rất được là hạnh phúc. Tại sao là hạnh phúc? Trong kinh nói rằng tất cả những cái vật quý trên trần gian này không thể nào sánh bằng với là Như Lai thiện thể là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mà cái thành tựu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Samma Sambuddho là cái mẫu Đức Phật toàn giác. Đức Phật toàn giác là vì Ngài đã thấy ra được một cái giáo lý siêu việt trần gian này, đó là nhân quả. Và nhân quả thì nó gắn liền với cái đời sống của tất cả sinh vật trên trần gian này. Nghĩa là người mà không biết nhân quả đó, cho nên họ làm bậy. Còn chúng ta ở đây thì Nguyên Thông nhắm mắt cũng biết là tất cả quý vị đều là biết nhân quả. Nghĩa là sao? Nghĩa là thi lâm mà học hành đó, thì xưng lâm đậu cao. Đậu cao rồi có bằng cấp thì sẽ lấy chồng giàu sang, rồi có làm ra tiền để báo hiếu cha mẹ thì hạnh phúc. Đó một cái điểm thứ nhất là nói về công việc mà thành công trong cuộc sống. Còn điểm thứ hai là tất cả chúng ta ở đây đều biết là nhân quả cho nên là không ai dám làm bậy. Còn những người mà làm bậy là người điên. Bởi vì khi mà làm bậy thì bị quả báo, làm thiện thì hưởng cái kết quả của mình. Cho nên những người mà có mặt trong room này chỉ có người điên mới làm bậy thôi. Hay là người điên hay là không học hay là lì lợm chứ nếu mà cái người mà biết nhân quả rồi thì phải làm đúng thôi. Thì vì vậy cho nên tất cả chúng ta ở đây thì phải nói rằng chúng ta phải là người trí để được hạnh phúc mà người mà lưu manh là ngu si thì cái gì cũng làm mà tiếng Nho gọi là vô sở bất trí là không có điều gì không làm vô sở
bất trí là không, vừa không làm là đó là kẻ ngu. Còn người trí thì chỉ hành thiện mà không lành ác. Mà cái hành thiện mà không ác của chúng ta đó, nó có đặc biệt là chúng ta không khi cái người làm hành ác. Mặc dù họ ngu nhưng chúng ta không khi. Tại sao chúng ta khi là chúng ta có một cái ta gọi là kiêu mạn, và cái khi là một cái gọi là cái ác bất thiện pháp. Cho nên chúng ta chỉ có thương hại, sẽ thương xót thôi. Mà tiếng Pali nó gọi là cái bi tâm. Đó. Karuna là bi tâm, mà metta là từ tâm. Karuna là thấy chúng sanh ngu si đau khổ thì mình tỏ lòng bi. Vì vậy cho nên chúng ta luôn luôn có lòng từ tâm, là muốn cho tất cả mọi chúng sanh trên trần gian này đều là hạnh phúc. Và nếu mà hạnh phúc được đâu, người ngu thì không thể nào hạnh phúc được. Thì ngu thì làm bậy là bị đọa địa ngục. Mà thí dụ như trong lúc mà họ còn đang hưởng, thí dụ bây giờ nó rõ ra như là cộng sản, nó đang hưởng cái hạnh phúc của nó. Cho giờ nó bậy thì bây giờ mình có nhiều người không hiểu tại sao người ta, mình thấy nó giết người, nó cướp của, nó giết người. Thí dụ bây giờ đừng nói đâu, thí dụ ông chủ tịch nước là ông quan đó thì bị giết. Rồi ông chủ tịch của cái Đà Nẵng là ông Thanh đó, thì cũng bị giết. Mà tại sao tụi nó giết nhau vậy? Tụi nó tham quyền, rồi thấy người này là cái đích gì rồi, cho nên họ giết. Nhưng mà bây giờ họ vẫn phay phay. Nhưng mà nó phay phay tại vì cái phước của nó còn, nó phải hưởng cái phước đó. Nhưng mà cái phước nó hết thì nó sẽ trả được quả báo. Mà cái đó những người ngu không thấy được, mà chúng ta là thấy được. Cho nên chúng ta thấy như vậy mà chúng ta không nên, không có cái lòng mà họ. Tại sao? Bây giờ mình nhìn lại cái sự giảng dạy của Phật Pháp của Ngài, của Thế Tôn, của người cha già của chúng ta, một bậc mà có thể nói là trên trần gian này không có cái người nào mà cao thượng, mà trí tuệ lẫy lừng như chư Phật. Chư Phật đây là sư muốn nói là cái người gọi là Sammasambuddho đó. Thì Đức Phật hồi đó mà Ngài lẫy lừng như vậy, nghĩa ta là cái gì Ngài cũng biết, nhưng mà không có chê ai. Ngài chỉ chê học trò của Ngài là không có giữ giới sao cho Ngài, cho nó cái lũ ngu si đó. Thì Ngài chửi như vậy, tại vì học trò của Ngài thì Ngài giảng dạy như vậy, thấy quá ngu thì Ngài chửi. Chứ còn đối với ba ngoại đạo thì Ngài không nói gì hết. Ngài, những người ngoại đạo hỏi những câu, thí dụ mà là Như Lai là sau khi niết bàn rồi không biết còn tồn tại hay không tồn tại, mấy câu đó Ngài không trả lời. Rồi hỏi ra cái không gian này vô biên hay là hữu biên thì Ngài cũng không trả lời. Tất cả những cái câu đó tại sao? Là vì nó không cần thiết mình phải nghĩ nói những cái điều mà không có lợi ích cho cái sự giác ngộ. Thì Ngài chỉ giảng dạy giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trên đời này, thì Ngài chỉ giảng dạy có hai điều, một điều hay hai điều rồi. Là Ngài giảng dạy là trên thế gian này là khổ, trần gian này khổ. Tại sao khổ? Là vô thường, mọi vật là vô thường. Mà có người ta không ngã, vì vô thường, khổ và vô ngã, cho nên là thế gian này khổ. Đó, Ngài chỉ dạy như vậy. Tại sao khổ? Là tại vì thế gian này mọi vật đều là vô thường, vì vô thường cho nên nó khổ. Tại sao nó khổ? Vì là vì vô ngã. Vô ngã có nghĩa là không có cái gì mà nó tồn tại mãi mãi. Thân thể chúng ta không có gì tồn tại mãi mãi. Cái biết của chúng ta không thể nào tồn tại mãi mãi, trừ phi khi mà chúng ta đắc quả A-la-hán rồi. Thì rồi mà đắc quả A-la-hán rồi mà còn thân bằng xương bằng thịt này thì vẫn bị đau khổ. Đó. Cho nên Ngài đã nói khi mà ở Kusinara, Ngài nói là một vị Phật, đúng nghĩa của vị Phật là một vị Phật không còn cái thân bằng xương bằng thịt này, cái physically không còn, chỉ là một cái vị mà gọi là vô dư thôi, chứng niết bàn, nhưng mà cái thân bằng xương bằng thịt, chỉ có cái tâm giác thôi. Đó. Là vì vậy cho nên chúng ta là đừng có sợ mà niết bàn. Có nhiều người, tôi có một Phật tử, họ cúng dường ăn uống rồi nói, họ nói sư Minh Thông à, con sợ niết bàn lắm. Hỏi sao vậy? Thì con vô đó là con thấy là con không còn gì cả.
nó vô niết bàn rồi, rồi không có tái sanh nữa rồi, coi như chết luôn rồi. Đó là, tại những người đó thì không có học thì thấy nói là như vậy. Trên niết bàn là cái nơi an lạc, nơi an lạc là nơi đó mình ta sống với cái tâm hiểu biết, cái tâm giác ngộ. Thì cái tâm giác ngộ đó là không còn tham sân si, không còn tham sân si, cho nên cái an lạc của cái người hạnh phúc trong niết bàn là không phải an lạc trúng số, không phải vậy, không phải an lạc mà có nhiều vợ hay có nhiều chồng, không phải vậy. Là cái an lạc đó là an lạc không có bệnh hoạn, an lạc là không có khổ sở, không có cái thân bệnh. Một người mà có cái thân á, thì bởi vì có cái thân cho nên phải ăn, thì ăn có ỉa đái, rồi vì có ăn cho nên có bệnh. Nhưng một người mà không có cái thân thì mới là an lạc. Thì cái đó mình phải 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 suy nghĩ, phải niệm thì mình mới thấy. Vì vậy cho nên là cái Phật pháp, cái giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là cái giáo pháp mà không thể người ngu không thể hiểu được. Khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài giác ngộ rồi đó, thì ngài có 7 tuần lễ để ngài hưởng cái hạnh phúc của giác ngộ. Và sau khi mà ngài ôn lại, phải ôn lại những cái điều mà ngài đã chứng đắc, thì ngài mới thấy cái giáo pháp của ngài quá là thâm sâu. Mà loài người á, thì cái trí nó rất là cản cợt, không thể hiểu nổi. Giờ ngài nghĩ như vậy rồi ngài nói, nếu mà ngài đem cái pháp ngài ra mà giảng thì người ta không hiểu được thì ngài sẽ khổ sở vô cùng đó. Rồi vì vậy cho nên ngài đã muốn là Parinibbana ở tại Bồ Đề Đạo Tràng, nhưng mà may mắn thay cho nhân loại, ở trên cõi Phạm Thiên có người tên là Sampati. Cái người Sampati này đã sống rất lâu, sống qua nhiều vị Phật, một vị Phật này đến một vị Phật kia là trên 2 tỷ năm. Mà ngài Sampati kinh sách nói là ngài sống qua nhiều vị Phật, cho nên ngài biết tất cả những bậc mà giác ngộ đều giảng kinh. Rồi họ giảng kinh rồi xong rồi, cái thí dụ bây giờ cái giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ngài vì từ bi cho nên cho nữ nhân vào, thì giáo pháp ngài từ 10.000 năm còn có 5.000 năm thôi. Còn 5.000 năm thì giáo pháp ngài còn 2.439 năm nữa thì sẽ đủ 5.000 năm. Bởi vì nó là 2.561 năm rồi, thì bây giờ 2.439 năm nữa là 5.000 năm. Mà sau khi 5.000 năm đó thì sẽ không còn cái đầu trọc, không còn cái áo vàng, không còn chùa chiền. Rồi từ đó cho 2 tỷ năm sau mới có bị Di Lặc ra đời. Thì cái mà bây giờ mình nhớ lại, khi khi mà Thích Ca Mâu Ni vừa xuất hiện ra đời thì rồi có Đức Phật ra đời, rồi giáo pháp ra đời, rồi cái chúng tăng ra đời, thì lúc đó có nhiều người hay biết như vậy thì cho nó, họ cho mấy vị vua hay, thì cái vị vua nó trời đó có Đức Phật ra đời rồi mừng quá, mừng quá. Rồi cái ông ta dẫn mấy ngàn người của ông ta đi đi theo Đức Phật, rồi ông ta sai người đưa cái dấu ấn, cái ngọc ấn về cho bà vợ của ổng để làm lên làm vua của cái nước đó. Bà vợ nó hỏi lại tại sao vậy, cái người ta không lẽ là cái đồ người ta bỏ đi, cũng như là cứt mũi cứt giải người ta bỏ đi, bây giờ ta nuốt lại sao? Cho nên bà cũng bỏ đi luôn. Bà dẫn ra bao nhiêu là người đi theo bà đi. Mà khi mà đi qua những cái biển, qua đi sông đó là họ cương quyết họ niệm Phật. Nếu mà sự thật là Đức Phật đã ra đời, Đức Pháp đã ra đời, Đức Tăng ra đời thì cho con được đi băng sông được, thì họ dùng ngựa chạy qua bến, quên thì cái ngựa chạy lên đi trên sông được. Mày hai vợ chồng đó, vua và bà hoàng hậu cũng được đi gặp Đức Phật để tu hành. Thì vì vậy cho nên đó là những cái điều mà mầu nhiệm trong kinh để nói lại. Chứ mình bây giờ mình không tưởng tượng mà cả cả ngàn người mà cưỡi ngựa mà qua sông mà vẫn vẫn qua sông được. Đấy. Chồng đi trước, vua đi trước, rước hoàng hậu đi sau, vẫn qua đi được. Còn thì có nhiều điều đó thì chúng ta thấy trong kinh nói là mình thấy rất là mình xúc động, là vì Phật pháp đã ra đời rồi, nhiều người
nghe cái chữ Phật là Buddha đó, mình bây giờ tại vì mình thấy hoài, mình nghe hoài hàng ngày, chứ khi mà cái giáo pháp mà của một vị chánh biến tri mà nó không còn nữa thì không còn ai, không còn tăng, không còn chùa chiền, không còn áo cà sa, không còn gì nữa, nữa. Cho nên khi mà có người nào mình nghe nói là Buddha thì có nhiều nhiều người có cái tâm tu hành thì giật mình rồi mà muốn nghe người ta nói lại nhiều lần như vậy. Vì vậy cho nên kính thưa chư vị, chúng ta đã được tìm được là cái nguồn gốc của cái hạnh phúc, mà cái nguồn gốc đó là Phật pháp chúng ta đang theo học. Cái Phật pháp này phải nói là cái giáo pháp nguyên thủy, còn những cái giáo pháp mà không phải là nguyên thủy là giáo pháp không hẳn là Phật, nó là một cái lai căn gì cả. Mà trong cái giáo pháp mà có những người thí dụ như là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát hay là Phật Bà Quan Âm, mấy tên nó không 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 có thật trong trong thực tế. Mà bây giờ sư nói ra quý vị nghe coi được choáng cái lỗ tai, không tin, là tại vì quý vị không có đọc. Khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng dạy đó, giảng pháp đó, thì bên Ấn Độ tất cả cái sáu phái triết học đó là những cái tôn giáo bên đó đó là không có ai mà thành công được đó. Cho nên họ rất căm thù Đức Phật, căm thù và Phật giáo. Cái Bà La Môn đó, tụi 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 Hồi giáo nó giết 10.000 người, hơn 10.000 người, và nó đốt sách Phật giáo trong cái đại học Nalanda. Rồi khi mà Đức Phật mà bị đi Niết Bàn rồi đó, thì tụi Hồi giáo tụi nó liên hệ với lại ông vua, rồi không cho sử dụng tiếng Pali, thì lúc đó nó phát triển tiếng Sanskrit, rồi nó cóp theo những cái gì mà trong cái Tam Tạng kinh điển tiếng Pali đó, thì nó chép lại bằng tiếng Sanskrit, rồi đưa vào đó những vị Phật A Di Đà, rồi rồi Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, rồi Quan Thế Âm Bồ Tát, tùm lum luôn luôn vậy. Mà những cái từ ngữ đó nó không có trong Tam Tạng kinh điển Pali, bởi vì Tam Tạng kinh điển Pali là những điều mà giáo pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giảng dạy do ngài Maha Kassapa trùng tuyên lại 3 tháng sau Đức Phật Niết Bàn. Và lúc đó ngài đề cử là ông A Nan là đã sẽ phải trùng tuyên lại những câu hỏi mà ngài hỏi về giáo pháp, rồi ông Ubali sẽ trả lời những câu hỏi mà ngài hỏi về giới luật. Đức Phật hỏi là tạo ra cái giới luật này trong hoàn cảnh nào, ở đâu và do cái cơ duyên nào, thì tất cả những điều đó gọi là Tam Tạng kinh điển Pali. Mà những cái nhân vật mà bên Bắc Tông nói là Phật A Di Đà, gì Đại Thế Chí Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát hay Duy Ma Cật rồi đó, thì tất cả cái đó là tào lao. Nếu có thì phải có trong Tam Tạng Pali, mà trong đó không có. Tại sao? Do tụi Bà La Môn nó đưa vào đó để nó phá cái giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và cái điều đó cũng đương nhiên, người ta là tất cả mọi việc đều phải là thay đổi, phải để biến đổi rồi để cái giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới có thể chấm dứt 5.000 năm. Rồi sau đó 2 tỷ năm sau một vị Phật khác mới ra đời. Vì vậy cho nên là chúng ta phải biết cái điều đó để mà mình chỉ niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chứ không phải Nam Mô A Di Đà Phật. Mình niệm một vị Phật mà không có. Cho nên là giờ chúng ta học là phải phải biết là chúng ta học cái gì, rồi niệm phải biết niệm cái gì. Vì vậy nên cuộc đời của tất cả chúng ta ở đây trong này có mấy chục người đó, là chúng ta phải hàng ngày tu tập, mà hàng giờ là thiền định,
Nghĩa là còn sống, còn thở là phải thiền định. Ngủ thì khi mà thiền định đến cái mức độ rồi ngủ cũng thiền luôn nữa. Vì vậy cho nên như vậy thì chúng ta mới có thể có những cái ba la mật. Chứ tu hành đó, khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng dạy xong rồi đó, mình thấy trong giáo pháp của Đức Phật có nhiều người có 7 tuổi mà được chứng A-la-hán. Bà Visakha chứng Tu Đà Hoàng lúc 7 tuổi. Còn người đệ tử của Ngài Sariputta là Pandita đó. Pandita có thể là trí tuệ mà có 7 tuổi đó. Mà đi vào học với Ngài Sariputta có mấy ngày. Rồi ông ta đi khất thực với lại Ngài Sariputta. Khi thấy người ta giữ nhập điện dẫn nước vào ruộng đó, ông ta hỏi làm cái gì vậy? Ngài Sariputta mới nói là người ta đưa nước vào ruộng. Hỏi để chi vậy? Thì làm cho lúa mọc rồi tốt. Rồi ổng mới hỏi là nước đó có cái thức biết hay không? Cái nước đó ông Sariputta nói cái nước là vật, là rupa, chứ không có cái thức biết gì nữa. Nó chỉ là sắc thôi, chứ không phải là không có danh trong đó. Thì ngài Pandita lúc đó có 7 tuổi rồi. Ông nói là nước là một vật vô tri mà con người sử dụng cái tâm của mình, cái trí biết của mình để mà đem nước vào ruộng để làm tưới cái cây cỏ, để sanh trái, sanh gạo cho mình ăn. Đó. Rồi ông nói như vậy thì con người sẽ giỏi. Để đi một chút nữa thì ông thấy người thợ mộc là bào dũa gọt cái cây để làm cái bánh xe. Thì ông hỏi Ngài Xá Lợi Phất, thưa sư phụ họ làm gì vậy? Thì Ngài Xá Lợi Phất đó, họ đang làm cái bánh xe để làm cái xe để mà chuyên chở những vật mà mình cần đó, làm một cái bánh xe có 2 bánh vân vân. Thì Ngài Băng Đi Tám hỏi cái gỗ nó có cái thức biết hay không? Ngài Xá Lợi Phất nói gỗ đâu có thức biết, nó chỉ là cái vật bình thường mà thôi. Thì ông Băng Đi Tám 7 tuổi suy nghĩ là một cái vật bình thường mà cái con người ta dùng cái trí mà để làm tạo thành một cái bánh xe để mà làm cái xe để chở đồ. Rồi một lát nữa đi chỗ khác nữa, ông thấy một người đó thợ rèn dùng cái sắt nướng đỏ lên rồi đập rồi làm cho ngay thẳng. Hỏi để làm gì vậy? Nó để làm cái tên đó. Thì rồi ổng hỏi cái tên đó, xin đi vào đi ạ. Rồi họ làm cái tên đó để làm gì? Thì làm cái tên để bắn đó. Thì ông đó có 7 tuổi thôi, con ngồi rồi kể đến đâu có 7 tuổi không? Thì cái Ngài Băng Thi Tá mà hỏi Ngài Xá Lợi Phất là sắc nó có thức biết hay không? Thì Ngài Xá Lợi Phất nói sắc nó đâu có thức biết, nó chỉ là một loại vật chất thôi. Thì ông suy nghĩ là nước là cây nè, rồi sắc là những vật chất mà không có thức biết, mà với cái trí của người ta có thể mà dùng nó, điều khiển cái nó để biến nó thành những cái điều mà sử dụng được. Lúc đó ông nói là ông nói với Ngài Xá Lợi Phất, thưa sư phụ, bây giờ cái bát này là của sư phụ đeo đi, sư phụ đeo đi. Chào con Nguyễn Như, sư phụ đã đưa con xin đi về nhà để con tu hành, con quán. Thì ông Ngài Xá Lợi Phất mới lấy chìa khóa đưa cho ổng, về nhớ là về phòng đi. Thì ổng về phòng ổng tu hành, ông tu miên mật hành. Khi mà ông miên mật tu hành thì cái ghế ngồi của sát cá tức là đế thích rung lên, nóng lên. Ông sát cá nói ai ai muốn 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 cướp cái địa vị của ta đi. Chứ mà ông ta dùng thiên nhãn ngó xuống trần gian thì thấy ông Văn Đi Tá đang tu hành. Rồi lúc đó thì ông mới là hỗ trì ông Văn Đi Tá bằng kêu tứ đại thiên quân đi theo mình, thì ngăn ngừa các nơi không cho phi nhân quấy nhiễu, thú vật quấy nhiễu. Rồi lúc đó Đức Phật Thích Ca mà thấy ông Băng Đi Tá cũng sắp thành công rồi,
Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bèn là bay lại cái chỗ ông Bồ Đề Đá, chận không cho ngài Sariputta đem cơm về. Bởi vì khi mà chưa chứng quả đem cơm về thì làm phiền ông ta làm sao mà chứng quả được. Cho nên là lúc đó cái Tứ Thiên Vương thì ra lệnh cho người mà điều khiển cái mặt đó và người điều khiển mặt trăng kho nó chạy để cho đứng yên ở đó đợi cho băng đi tá thành gì đó. Ok, cái gì đó con? Dạ, được rồi, dạ, ok rồi, dạ, ok, tại sư cũng thấy con, ok. Dạ, kính thưa sư phụ quý niệm, con nghe Nguyên Như nói sư phụ đã đến rồi, tại vì con không thấy, cho nên là con xin trao mai lại để Nguyên Trang hay là Nguyên Như mời sư phụ cầm mai. Dạ, con chân thành tri ân, chưa bị nó lóng tai nghe, con xin mời Nguyên Trang hay Nguyên Như cầm mai đi con. Okay. Dạ, xin mời sư phụ quý niệm. Dạ, xin lỗi quý vị, bởi vì cũng có một ít trục trặc. Cái ông cái người cưa cây để mà dọn dẹp để làm cái chân móng của cái tường ở dưới mấy ổng không có chịu hỏi trước, mà mấy ổng thấy cọng dây rồi mấy ổng thấy vướng ngang qua cây rồi mấy ổng bứt đứt luôn, cho nên sư bị rớt xuống đất hồi nào sư không hay. Bây giờ sư phải ngồi ở bên cốc của bà thân của Đức Pháp Tính, mượn 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 xài cái đường wifi để mà cho quý vị biết. Rồi thôi, bây giờ chúng ta cũng đi vào tiếp tục cái bài học ngày hôm nay. Ở trong phòng thì nó có cái kia, nó có tài liệu thì hồi nãy đã trình bày với quý vị là trước hết chúng ta có hai cái từ. Thứ nhất là cái từ jnana. Jnana có nghĩa là trí, được dịch là trí. Còn paññā có nghĩa là tuệ. Thì thưa quý vị, thông thường mình trong tiếng Việt á, mình hay xài cái này, nó đi chung với nhau. Tuy nhiên đối với pháp thực tính á, thì đã được Đức Phật và Chư Tăng cũng như các ngài giáo thọ sư đã nêu lên những cái thuộc tính của mỗi pháp một cách rất là rõ ràng, không có cái sự lẫn lộn chung chạ với nhau. Trước hết chúng ta ở hai từ này, từ nha ná và từ nha, thưa quý vị, thì từ ban nha được ngài Nagasena ngài dùng ở trong cái bản chánh chánh văn Pali của câu hỏi á, là ngài hỏi ngài ngài Đức vua hỏi ban nha, Đức vua hỏi ban nha và ngài Nagasena ngài cũng trả lời cái từ ban nha chứ không phải là dùng cái từ nha ná. Vậy thì ở trường hợp của hai từ này thì nó có cái điểm giống như thế nào? Ở bên đó quý vị vẫn còn nghe rõ, đúng không? Rồi, xin cảm ơn. Nó giống nhau ở lĩnh vực là nó đều là pháp có cái sự hiểu biết. Đều là pháp có sự hiểu biết. Tuy nhiên, nó có cái điểm khác một chút. Tức là trí và tuệ nó đều có cái tướng trạng, nó đều có cái đặc điểm chung với nhau, đó là nó hiểu biết nhưng mà nó khác một chút là ở cái từ paññā, thưa quý vị, nó có cái từ pá với lại căññā. Cái chữ pá, thưa quý vị, có ý nghĩa là cùng khắp, trọn vẹn hoặc là đầy đủ. Còn căññā có nghĩa là hiểu biết, hiểu biết. Hơn nữa, chính cái tiếp đầu ngữ pháp nó cũng là một cái cách dùng để nhấn mạnh, nhấn mạnh. Chính vì vậy mà có thể nói rằng
Nếu đem so sánh về cái sự khác biệt của nha ná và pa nha thì nha ná cũng ví y như là con sư tử, còn pa nha thì cũng ví như là cái con sư tử chúa. Như vậy thì nói một cách khác, pa nha nó có sức mạnh hơn, thưa quý vị, nó có sức mạnh hơn và nó đặc biệt hơn chút. Thế thì ở đây nó đặc biệt hơn ở chỗ nào này? Như chúng ta đã biết, trí tuệ, thưa quý vị, tuy nếu nói một cách chi tiết thì có tổng cộng 73 loại, nhưng mà chúng ta có thể gom thành những hình thức sau đây. Thứ nhất là trí tuệ thông thường. Thứ nhất là trí tuệ thông thường. Và thứ hai là trí tuệ đặc biệt. Như thế nào là trí tuệ thông thường? Trí tuệ thông thường tức là một cái loại trí hiểu biết những cái lĩnh vực thông thường như là những cái môn học ở đời, hoặc là kể cả lĩnh vực mà nhân quả nó cũng nằm ở trong cái lĩnh vực của hiểu biết thông thường. Còn trí tuệ đặc biệt đó, thưa quý vị, là chỉ dành cho cái trường hợp hiểu biết lĩnh vực tam tướng. Là một, hoặc là đạo quả niết bàn, tức là đoạn tuyệt phiền não đó. Cho nên chúng ta thấy có nó có hai cái lĩnh vực đó. Rồi thêm một cái cách phân loại khác nữa, chúng ta có ở đây, đó là trí tuệ hiệp thế hoặc là trí ở trong tâm siêu thế. Đây cũng là một cái cách phân thứ hai. Trí hiệp thế là như thế nào? Trí tuệ hiệp thế tức là những cái loại trí tuệ nào mà nó sanh ở trong những cái tâm nó còn bắt cảnh trong đời, còn lệ thuộc đến sanh tử, còn lệ thuộc đến sanh tử, bao gồm cả những cái môn học thế gian, cũng như những cái việc mà chúng ta suy tư học pháp nè, luôn cả việc tu chứng các tầng thiền, sắc giới, vô sắc giới và thần thông thế gian, thì cũng nằm trong trong loại được gọi là trí tuệ hiệp thế. Còn một loại trí tuệ thứ hai, đó là trí tuệ siêu thế. Trí tuệ siêu thế tức là một cái loại trí tuệ mà nó có công năng chấm dứt được những cái pháp ngủ ngầm, những cái pháp kiết sử và thoát ly luân hồi, tức là không có nằm ở trong cái hạn cuộc của thế. Đó là một cái cách chúng ta hình thức thứ hai. Hơn nữa có một cái lĩnh vực thứ ba nữa mà chúng ta thường hay nghe nói, đó là trí phát sanh từ do việc học tập, hay mình còn gọi là trí văn. Trí phát sanh từ việc suy tư mà có thể đem đến đạt được cái sự hiểu biết. Đây là loại thứ hai. Và thứ ba là trí phát sanh từ do sự tu tập. Cho dù mình có thể nhóm theo bất cứ hình thức nào, tuy nhiên nó cũng không có bỏ sót, thưa quý vị. Chẳng hạn như khi mình nói đến trí tuệ thông thường và trí tuệ đặc biệt, thì xét cho cùng á, trong tất cả những cái sự hiểu biết á, nào mà nó nằm trong cái phạm vi của thế tục, chẳng hạn như những môn học vân vân, những cái sự suy tư học hỏi do nghe, do đọc,
thì kể cả những việc mà lúc mà một vị hành giả tu tập có được cái sự thành tựu một trí tuệ của thiền định hoặc thần thông thế gian, thì cái đó cũng được nhóm ở trong cái hình thức gọi là trí tuệ thông thường. Còn trí tuệ đặc biệt, trí tuệ đặc biệt tức là một cái con đường khác, một cái sự hiểu biết khác, là nó khác biệt, nó vượt trội hơn, nó sâu sắc hơn. Đó là trí tuệ thấy được cái thực tướng, cái tướng trạng của pháp hữu vi, và kể cả có thể đạt đến được vô vi giới, vô vi giới. Cho nên chúng ta có thể hiểu theo nhiều cái cách thức của nha ná và băng nha, thưa quý vị, qua những cái hình ảnh đó. Và ở đây trong cái phần bài học của phần chánh văn đó, thưa quý vị, là ngài Nagasena, ngài trả lời trực tiếp vào trong cái trí tuệ đặc biệt, trí tuệ đặc biệt luôn, tức là chỉ trong cái phạm vi tu tập phát triển những cái pháp như là tính tấn niệm định tuệ đến một cái giai đoạn sung mãn, và nó có công năng bứt được những cái pháp kiết sử để mà thành tựu được cứu cánh. Ở đây ngài trả lời theo cái sự rốt ráo nhất của trí tuệ, đó chính là băng nha. Thì thưa quý vị, có thể nói rằng trí tuệ là một pháp, nó không có phô diễn cái sức mạnh của nó như những cái trường hợp, những pháp khác. Tuy nhiên, nó có một cái tiềm năng rất là khủng khiếp. Chẳng hạn sư nói như thế này, đôi lúc nó có những trường hợp đó, thưa quý vị, chúng ta thấy những người người ta làm á, tại sao hồi xưa sư nhớ rằng ở trong nhà của sư thường hay dạy cho con cháu là cái tốt nhất mà muốn sau này mà mình có được cái sự thành đạt á, thì nên cố gắng siêng năng, coi như là học hành, trau dồi về cái con đường tri thức là chủ yếu. Bởi vì nếu như mà mình dùng cái lao động tay chân đó, thưa quý vị, bằng cái sức lực của mình đó, thì cái thành quả của nó không có nhiều, nó không có thù thắng bằng cái sản phẩm của tri thức. Cho nên chúng ta thấy những người làm công đó, thưa quý vị, quả thật lương của người ta cũng đâu có cao bằng những người người ta làm sử dụng bằng cái tri thức. Cái đồng lương của người ta rất là cao. Thật ra đây nó cũng có cái nguyên nhân của nó chứ không phải là không. Bởi vì cái sức mạnh của trí tuệ, thưa quý vị, tuy nó không có thể hiện, nhưng mà nó có một cái tiềm năng rất là lớn. Và hơn nữa, có những trường hợp á, nếu như mà chúng ta không có hiểu biết thì có thể nói rằng chúng ta không có giải quyết được vấn đề một cách rốt ráo và triệt để, không có dễ giải quyết được vấn đề. Sư luôn nhớ cái hình ảnh mà hồi xưa, thưa quý vị, cái sự khác biệt của hai đứa học sinh. Một đứa nó rất là giỏi copy bài, rất là giỏi copy bài. Khi mà mình làm á, khi mà mình làm bài tập á, nó ngồi kế bên nó coi, nó cũng chép y chang. Đôi lúc á, nó có những cái trường hợp nó rất là bất công. cái người làm bài á, sư thì đó sư bị hoài Tự nhiên mình làm bài thì lúc mà ra thì mình chỉ có được 8 điểm thôi, nhưng mà cái thằng bạn mà mình cho nó xem bài, thưa quý vị, nó lại được 10 điểm.
Nó được 10 điểm. Và cái chuyện này á, cái nguyên nhân á là như sau. Tức là trong số những cái bài mà mình làm á thưa quý vị, mình có bị do mình làm bằng cái thực lực của mình, những cái nào mình đúng thì ok, nhưng mà nó cũng có những phần mà mình sai. Còn cái thằng mà nó copy thưa quý vị, nó copy bài á, thì cái mà mình sai á thì nó lại không có copy, à nó lại đi copy của đứa khác. Nó là copy của đứa khác thì vô tình cái mà nó copy của đứa khác nó lại là làm bài đúng, làm bài đúng. Còn cái phần mà nó copy của mình á, à mà nó không nhìn đứa khác á, đó cho nên hai cái nó gộp lại thành ra nên nó được 10, nó 10 điểm mà mình được có 8 điểm mà. Cái chuyện này cũng là một cái chuyện mà hồi đó sư nhớ sư bị sư rất là bức xúc. Sao kỳ vậy ta. Và ở trong cái thời đi học á, lúc mà thời điểm mà xảy ra như vậy á, nó cũng có những cái kỷ niệm. Thì ở đây thưa quý vị, tuy nhiên trong cái trường hợp đó chúng ta có thể nói rằng, chúng ta có thể nhận xét rằng thật ra cái trường hợp mà copy á thưa quý vị, nó chỉ có bề nổi thôi. Đôi lúc nó có thể ngay trong hiện tại nó đạt được cái số điểm nào đó, số điểm nào đó rất là tốt, nhưng mà về sau á thưa quý vị, cái hậu á, lúc mà những lúc mà nó không có được may mắn ngồi gần những người mà hiểu biết làm bài, nó không có tự thân làm được, nó phải sống nương tựa vô người khác, thì đến lúc nào đó nó cũng sẽ gặp phải cái sự khó khăn thôi. Còn cái trường hợp mà mình có được cái sự hiểu biết, hiểu bài của đúng bản thân mình đó, thì thưa quý vị, mình đi đâu mình cũng không sợ đó. Mình đi đâu mình cũng không sợ, tức là trong bất kỳ một cái kỳ thi nào hoặc là cái tình huống nào nó cũng ok hết, không vấn đề. Còn cái trường hợp mà học sinh mà không có lo tự học mà không có lo tự hiểu bài á, suốt ngày nó cứ bận tâm đến vấn đề quay cóp không à, cho nên nó không có được yên ổn. Điều đó như thế nào thì trí tuệ cũng vậy đó thưa quý vị. Tuy nó không có cái sự thể hiện trên vẻ bề ngoài nhiều, nhưng mà nó có một cái tiềm lực rất là lớn, có tiềm lực rất là lớn. Bên đó quý vị còn nghe rõ hay không? À, xin cảm ơn. Và có những chuyện nếu như mà mình chưa có thật sự mà hiểu rõ ra được thì có thể nói rằng là nó vẫn là một cái khúc mắc và luôn luôn làm cho cái đời sống của mình nó cứ đến cái chỗ đó là nó bị vướng lại, nó bị chướng ngại thưa quý vị. Nó bị chướng ngại. Chỉ khi nào mà chúng ta đã hiểu rõ ra được cái chân tướng của nó và hiểu rõ ra được vấn đề thì từ đó trở đi mình sẽ không bị vướng vô cái sai lầm đó nữa. Với một cái nội tâm rất là thoải mái. Với một cái nội tâm rất là thoải mái. Không biết quý vị có từng ý đến cái đời sống nội tâm của mình chưa? Tại sao nó có những cái thời điểm mà cái cách suy nghĩ của mình nó kỳ cục lắm, và lúc đó mình rất là đau khổ thưa quý vị. Tuy nhiên đến một cái lúc nào mà chúng ta đã hiểu được vấn đề thì từ đó trở đi cái sự vướng mắc ở trong lòng đó nó sẽ không còn. Nó sẽ không còn nữa thưa quý vị. Đó là cái công năng của trí tuệ. Công năng của trí tuệ. Nó giải quyết được vấn đề một cách triệt để, tận gốc, không có để dư sót. Không có để dư sót. Và mình thường hay nghe nói đến ba loại trí. Đó là trí do học hỏi, trí do suy tư và trí do tu tập. Thì ở đây thưa quý vị, có thể nói rằng là cái công năng chung, cái điểm chung của ba trường hợp này là đều đạt được cái sự hiểu biết. Tuy nhiên nó khác nhau ở cái cấp độ. Cấp độ ở đây có nghĩa là khác nhau về cái sức mạnh.
Chẳng hạn như trí do học hỏi, thưa quý vị, là một loại trí sanh lên do mình phải nương tựa vô kẻ khác. Do mình phải nương tựa vô kẻ khác. Cho nên chính vì vậy mà những vị Bồ Tát thinh văn đó, thưa quý vị, là phải gặp Đức Thế Tôn, phải gặp Đức Phật thì mới có khả năng giác ngộ được. Chứ còn không có gặp Đức Phật là không có tự khả năng khai sáng được trí tuệ của bản thân và những tiềm lực của thân vốn có tụ tập ở trong quá khứ. Vì vậy cái trường hợp đầu tiên đó là một cái loại trí sanh lên do mình phải nương vào cái sự học tập, có thể là do nghe, do đọc sách, do những cái sự chỉ bảo của người khác mình đạt được cái sự hiểu biết. Đó là trí văn. Như trong trường hợp của sư và quý vị ở đây, chúng ta được học tập những cái sự truyền thừa của Đức Phật và Chư Tăng và các vị giáo thọ qua bao thời kỳ. Nhờ vậy chúng ta đạt được như thế nào là thiện, như thế nào là bất thiện, như thế nào là năm giới, như thế nào là bát quan trai giới, sự lợi ích và công năng của mỗi pháp như thế nào. Thì cái sự học hỏi đó, thưa quý vị, đó được gọi là trí sanh lên, trí sự hiểu biết có được do từ việc học hỏi. Cái loại thứ hai đó là trí có được do từ cái sự suy tư. Thì cái này nó mạnh hơn. Loại trí sanh lên này nó mạnh hơn là do bởi nó tự nơi thân mình hiểu ra được thêm vấn đề từ cái việc suy xét của bản thân. Cái này mạnh hơn, thưa quý vị. Cho nên đây cũng là một cái sự khác biệt giữa con người với nhau. Quý vị biết không? Có những người á đi học, tại sao á thầy dạy một nhưng mà người ta lại biết ra được thêm 3, 4, 5, 6 hoặc là 10. Nhưng mà có những học sinh đó, quý vị, có những học trò mình dạy nó làm sao nó A thì nó chỉ biết A thôi, nó không biết thêm ra những cái khác nữa. Đây là do cái khả năng suy tư của mỗi người khác nhau. Trí suy tư, trí phát sanh thêm do có được từ cái sự suy tư của bản thân. Đây là trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ hai. Và con người của mình đó, thưa quý vị, thật ra cái khả năng suy tư là một cái yếu tố nó tạo cho mình cái có được cái sự phát triển hơn nữa rất là nhiều, rất là nhiều, trong kể cả bất cứ những cái ngành nghề nào cũng vậy, thưa quý vị. Mới đầu chúng ta đều học những điều cơ bản y chang như nhau, nhưng mà trải qua một cái thời gian nó có cái sự khác biệt về lĩnh vực hiểu biết của mỗi người đối với một cái ngành nghề nào đó. Điều này là do bởi cái sự suy tư của mỗi người mạnh hay yếu. Học pháp cũng vậy nữa, học pháp cũng vậy nữa. Nếu như mà chúng ta chỉ có học theo cái cách thức mà học vẹt, tức là A thì chỉ biết A nhiêu đó thôi, thì mình sẽ không được hiểu biết một cách rộng rãi về pháp. Cho nên chúng ta học pháp, chúng ta phải suy tư về pháp đó. Khi suy tư đó, thưa quý vị, mình sẽ hiểu được thêm về chiều rộng của pháp đó. Thậm chí mình có thể hiểu thêm được chiều sâu của pháp đó và các mối liên hệ giữa các thiện pháp với nhau. Ngược lại bất thiện cũng vậy. Khi mình học tập về một pháp nào đó thuộc về bất, mình suy tư về pháp đó, mình sẽ hiểu được cái chiều rộng của pháp bất thiện đó, thậm chí chiều sâu của pháp bất thiện đó và sự liên hệ giữa các pháp bất thiện với nhau. Và đồng thời hiểu biết luôn được cả cái sự tương phản như thế nào giữa pháp bất thiện và pháp thiện. Đây là cái khả năng thứ hai, đó là suy tư, trí sanh khởi do từ cái sự suy tư mà có. Cái trường hợp thứ ba đó chính là trí có được do từ cái sự tu tập. Sự tu tập. Thì ở trong lĩnh vực này có thể nói rằng đây là một loại trí được thành tựu do bởi sự thực chứng, có thể nói là như vậy, thực chứng
Bởi vì suy tư đó thưa quý vị, mình không thể nào suy tư, mình có những lĩnh vực mình không thể nào mà mình suy tư mà mình đạt được. Chẳng hạn như bây giờ sư suy nghĩ đến việc là làm thế nào để mà mình chứng đắc được các tầng thiền sắc giới, vô sắc giới, hoặc đạt được cái sự an tịnh của nội tâm, hiểu biết được cái cách thức an trú, định an chỉ về sơ thiền, nhị thiền, vân vân, thì suy tư tí nó cũng chỉ là suy tư thôi, chứ không thể nào vì cái suy tư đó mà sự chứng được nhị thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền hoặc là sư có thể vì suy tư mà thành tựu được cái khả năng an trú vào một đề mục nào đó một cách liên tục vắng lặng. Chuyện này nó không xảy ra, chuyện này nó không xảy ra. Mình có suy nghĩ nát óc luôn nữa thì nó cũng không có đạt được cái đó. Chỉ khi nào mình phải đích thân dấn thân vào thực hành, thực hành thì mới có được cái loại thành tựu đó. Thì trí này nè thưa quý vị, trí này được gọi là trí tu. Trí tu á, có thể nói rằng là nó có được do cái trải nghiệm tu tập, nó có được do cái sự trải nghiệm tu tập và cái độ bền của trí tu thưa quý vị, nó rất là vững chắc, nó rất là vững chắc, bởi vì nó hậu hơn hai cái loại trí văn và trí tư. Vì sao vậy? Trí văn là vị trí phải vay mượn từ nơi người khác thì mới hiểu. Suy tư là mình có khả năng phát triển thêm những gì mà mình đã biết được chút rồi, mình sẽ phát triển nó thêm một cách rộng rãi hơn. Nhưng mà hai cái loại này thưa quý vị, nó không có chiều sâu. Còn trí phát sanh do tu tập á, nó có chiều sâu, nó có cái tiềm lực rất là lớn. Chúng ta không muốn hết phiền não thì mình phải thực hành để mà thành tựu những pháp chấm dứt phiền não. Chúng ta không có muốn bị tà kiến hoặc là thân kiến chấp thủ và ngũ ẩn thì mình phải đích thân mình phải thực hành những cái pháp để chấm dứt không còn chấp thủ vào ngũ ẩn. Chứ còn trường hợp như mình suy tư đến vô ngã thì trong cái lúc mà mình suy tư đó thưa quý vị, trong lúc mình học pháp hoặc làm thiền, nó cũng sẽ không có ngũ ẩn chấp thủ chứ không phải là không. Nhưng mà cái độ bền của nó sẽ không có được lâu thưa quý vị. Nó không có được lâu và nó không có đủ sức để mà duy trì. Còn cái trí tu tập cái trí tu tập là một cái loại trí thành tựu do sự thực hành. Cho nên dù vị đó có như thế nào đi nữa thì nó cũng vẫn nó cũng vẫn như vậy, nó không có vấn đề gì hết, không vấn đề gì hết. Cho nên đây là cái trường hợp thứ ba. Và trong ba trường hợp chúng ta đều phải trải nghiệm. Không có ai mà cái rốt một cái mà có liền cái khả năng suy tư. Không có ai mà cái bụt một cái mà có được cái trí do tu tập. Chúng ta đều phải bắt đầu hết tất cả những cái giai đoạn. Từ sơ đến cao. Từ thô đến tế. Trong những cái trường hợp mà mình đọc ở trong đoạn kinh văn á, mình thấy được vị thánh đệ tử sau khi nghe thời pháp chấm dứt các lậu ngay tại chỗ, thành tựu được tứ tuệ phân tích vân vân, hoặc là Đức Thế Tôn khi mà ngài ở kiếp chót ngài đã thành tựu được chánh đẳng chánh giác chẳng hạn. Nói như vậy là ở giai đoạn cuối của đoạn đường thôi. Còn trong tất cả những cái giai đoạn ở quá khứ đúng quý vị, các vị khi còn là Bồ Tát cũng đều phải trải nghiệm những cái loại học tập để phát sanh cái sự hiểu biết, đều phải trải nghiệm từ cái sự suy tư pháp, suy nghĩ những vấn đề về pháp để thành tựu được cái sự liễu tri, và đến cái giai đoạn dấn thân tu tập thực hành thì các ngài thành tựu được trí do tu tập. Rồi, như vậy thì chúng ta đã hiểu được
như thế nào là Panya rồi đúng không? Như thế nào là Panya rồi đúng không? Trong trường hợp của đoạn chánh văn này á, là ngài Nagasena ngài trả lời trực tiếp vô trí tu, trí do tu tập, trí có được do hành, sự thực hành, mà điển hình ngài nhắm đến trí tuệ tam tướng, trí tuệ tam tướng của thiền quán, của quán minh sát. Ở đoạn số 16, Đức Vua cũng có nêu một cái câu hỏi là tất cả những pháp này nó đều có cái sự khác biệt, nhưng mà nó đều có chung một cái mục đích hay không? Thì ngài Nagasena ngài cũng trả lời quả thật như vậy. Quả thật như vậy. Khi mà các pháp này nó hiện hữu thì nó đều có chung một cái công việc là chấm dứt cái sự tâm tối. Cũng ví như là những cái đoàn, thưa quý vị, tuy nó khác nhau như về voi, về ngựa, về binh chủng, nhưng mà công việc của nó đều hướng chung đến một cái mục đích là thắng được kẻ thù. Đối với việc tu tập trên thực tế, năm pháp này rất là quan trọng, thưa quý vị. Năm pháp này rất là quan trọng. Và chúng ta phát triển chúng ta phát triển những pháp này thông qua cái thời gian tu hành của mình á. Khi nào mà nó đã thuần thục, chín mùi, đủ cái sức mạnh, và nhất là nó đạt được cái sự cân bằng, quân bình, thì chuyện thành tựu được thánh đạo, thánh quả có thể xảy ra, có thể xảy ra. Và đối với tính tấn niệm định tuệ, có điều nữa quý vị nên để ý. Nó có hai cặp cần phải được cân bằng. Thứ nhất là niềm tin và trí tuệ. Hai pháp này cần phải được quân bình. Bởi vì tại sao? Bởi vì nếu như một pháp mà nó mạnh quá, nó nhiều năng lực quá, ngược lại một pháp kia mà nó yếu, nó theo không có kịp đó, thưa quý vị, nó theo không có kịp đó, thì có thể nó bị sản sinh ra một cái thứ phiền não nương sanh từ cái sự mất cân bằng đó. Chẳng hạn như nếu như mà cái người mà thường xuyên nổi trội về cái lòng tin quá mà thiếu sót trí tuệ, thì người đó có thể bị rơi vào trong cái trường hợp là tà tính, tin là bậy bạ. Còn nếu như mà cái năng lực về Panya mà cao quá, mà nó không có được cân bằng bởi cái tính, tức là lòng tin đó, đúng không? Thì đến một lúc nào đó nó có thể sản sinh ra một cái loại phiền não, đó chính là sự nghi hoặc, sự phân vân, sự lưỡng lự. Bởi vì sư đã từng nói là cái người mà thiên về trí thì người ta rất là tò mò, người ta hay thắc mắc. Mà cái thứ mà hay thắc mắc á là nó muốn tìm hiểu cái gì á, thì nó sẽ tìm hiểu đến nơi đến chốn. Nhưng mà mình không có biết được một cái chuyện rằng có những vi mà trí tuệ của mình nó không thể nào mà thấu đáo được bằng cái khả năng học hỏi hay là suy tư. Có những cái phạm trù mà nó phải thành tựu được, phải do cái sự chứng nghiệm mà có, mà mình đâu có hiểu cái đó đâu. Mình cứ lo coi như là suy nghĩ hoài, thì cuối cùng nó dẫn đến đến lúc nào đó sẽ dẫn đến nghi ngờ, không biết là cái này có thiệt hay không ta, vân vân đó. Cho nên hai pháp này nó phải cân bằng, hai pháp này phải cân bằng. Tinh tấn với định cũng vậy nữa, hai pháp này nó phải cân bằng. Đây là một cái khả năng mà dạy cho mình một cái cách sống lèo lái cái đời sống nội tâm, lúc nào nên co giãn cho nó phù hợp với đối cảnh. Trong lúc mà nội của mình nó thiếu cái sự năng nổ, thì lúc bây giờ thời nên thúc đẩy tinh tấn đối với nó. Còn lúc nào mà nó lim dim nhiều quá, nó thụ động á, thì thời bây giờ nó hay dễ bị rơi vào trong cái trạng thái muội lược, dễ rơi vào trong trạng thái muội lược. Cho nên mình phải biết cách điều phối. Nó cũng giống như là mình lo cho cái cơ thể của mình á, biết cái nào nên cân bằng các dưỡng tố với nhau, thì mới có vừa thân hình cân đối nè, da dẻ hồng hào nè, không có bị lên cân mập hay là quá ốm vân vân đó. Nó cũng y chang vậy đó, thưa quý vị.
Riêng trong trường hợp của niệm thì càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng tốt. Rồi, như vậy thì hôm nay chúng ta chấm dứt bài học ở đây được rồi. Nói chung là hôm nay cũng có một vài trục trặc, cho nên sư không có, chúng không ở phòng, cho nên có một số những cái tài liệu mà sư chuẩn bị để mà trình bày cho quý vị nó cũng không có ở đây. Nhưng mà hôm nay chúng ta học đến đây cũng vừa phải lẽ rồi, cũng được, sư nghĩ cũng khá đầy đủ những cái cơ bản mà chúng ta hiểu biết về pháp Văn Nha này rồi. Rồi bây giờ mời quý vị phần còn lại. Kỳ sau mình sẽ học qua một cái phần khác, câu hỏi về sự tái sanh. Bây giờ xin mời quý vị. Nam mô Bố Tha Giá. Dạ bạch sư, Nguyên Như có một câu hỏi ngắn thôi là nếu mà con muốn nghiên cứu thêm về, hồi nãy con nghe sư nói là 72 cái loại trí tuệ đó sư, thì con sẽ tham khảo thêm sách nào bạch sư? Xin sư cho tụi con cái link đó ạ. Dạ con xin kính tri ân sư ạ. Đại đức Indra Chinda cũng đã có một quyển dịch Pali Việt đối chiếu. Bản dịch đó là, tác phẩm đó là Patisamvida, hay còn gọi là Vô Ngại Giải Đạo. Ở trong phần đó, Ngài Sariputta, Ngài đã trình bày về chi tiết về 73 loại trí. Thật ra nói 73 nhiều vậy chứ thật ra nó cũng chỉ có một vài loại trí đầu nó thuộc về trí tuệ thông thường. Còn lại tất cả những trường hợp sau nó thuộc về phạm vi của sự tu tập. Sự tu tập chẳng hạn như trí sơ thiền, nhị thiền vân vân, hoặc là trí tuệ quán vân vân. Nhưng mà tính chi tiết trong mỗi lĩnh vực đó, thì tổng cộng đến 73 loại. 73 loại. Cái đó nằm ở trong, đúng rồi, Vô Ngại. Vô Ngại Giải Tâm Thí Đà. Patisamvida. Coi trong đó thì chúng ta sẽ biết chi tiết hơn. Rồi bây giờ xin mời quý vị. Phần còn lại còn cái gì hay không? Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư đã giảng dạy cho chúng con bài học của ngày hôm nay ạ. Dạ hồi nãy con mới thấy bàn tay xinh đẹp của sư Thanh Tâm. Dạ con xin dâng mic lại cho sư. Con xin thỉnh sư Thanh Tâm ạ. Dạ sư còn trước máy không bạch sư? Dạ con xin thỉnh sư ạ. Mô Phật, thay mặt lớp học thành kính tri ân sư quy niệm rất nhiều. Tại vì sư thấy thời gian còn vài phút, thành ra sư giơ tay để mời quý vị ngồi tĩnh tâm, tĩnh tâm vài phút. Quý vị nhớ có ba loại trí đó. Thứ nhất là trí văn, trí văn. Thứ hai là trí tư. Thứ ba là trí tu. Trí tu là tu thiền định, thiền quán đó. Bây giờ mời quý vị ngồi thiền định 5 phút nha. Để nó phát sinh trí tuệ. Cái trí tuệ này là thấy biết thân và tâm của mình. Đó, mời quý vị trở về với hơi thở và toàn thân thư giãn. Quý vị ngồi một cách thư giãn. Rồi đem tâm mình về với hơi thở. Hít, niệm hít. Thở, niệm thở. Hít. Thở. Rồi thấy tâm, thấy thân mình nó chuyển động, nó nhúc nhích, chuyển động nhúc nhích, hết thở sanh diệt. Mình sẽ thấy toàn thân thư giãn. Thấy thân mình nó sanh nó diệt. Thấy thân mình nó khổ, đau bệnh là khổ. Mình
Dạ, thấy thân này là vô ngã, mình không có quyền, không có quyền. Hết thở, thư giãn toàn thân. Nếu tâm nó sanh khởi, hành giả niệm tâm, niệm, ví dụ suy nghĩ, niệm, suy nghĩ, hay biết hết, mà nghĩ cái gì, nghĩ thiện hay bất thiện, thấy nó sanh, nó diệt, thấy nó khổ, hết thở. Hello. À, cái dòng này là đang bên bên chút cái gì tôi đổi cho tôi ra. Bây giờ thì à, thì niệm Phật đi nghe. Thì niệm Phật rất là một thì niệm Phật thì niệm thấy vui thấy mừng. Mô Phật đi nghe. Niệm Phật là Phật tu Phật linh lắm á. Rồi, hành giả có tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác. Bước đầu mình niệm để nó kéo cái tâm mình trở về với cái thân, cho nó bớt phóng dật. Thì từ đó mình chánh niệm, tỉnh giác. Chánh niệm là thấy thân tâm nó là pháp vô thường, khổ vô ngã. Chánh niệm là thấy các pháp hữu vi là vô thường, sanh nó diệt. Các pháp hữu vi là khổ, các pháp hữu vi là vô ngã. Đã thấy chấp thủ, tham ái, vô minh là nguyên nhân của sự đau khổ. Để buông thả, từ bi hỷ xả. Trời nhớ thu thúc lục căn, thấy như thấy, nghe như nghe, mùi như mùi, vị như vị. Cảm thọ chỉ là cảm thọ, ý nghĩ, vô ngã, không có tôi, không có ta. Thấy như thấy, thấy biết rõ hết, nhưng không có ngã mạn. Nghe như nghe, không có ngỡ mà hết thở thư giãn. Khi hành giả có tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác, hành giả không có bị xúc động, tâm không có phóng dật, sẽ không có đau khổ.
Mô Phật kính chào đạo tràng. Vài phút tĩnh tâm đã trôi qua. Ước mong quý vị nắm được cái pháp chánh niệm ha, tinh tấn chánh niệm tỉnh giác để áp dụng nó trong đời sống hàng ngày. Sau đây sư xin đọc một bài kinh, một bài kinh ngắn ở trong tăng chi của kinh ha, hy vọng quý vị sẽ thích. Đức Phật dạy là quá khứ không truy tầm, quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây, không động không rung chuyển, biết vậy nên tu tập, hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai, không ai điều đình được. Với đại quân thần chết, trú như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi nhất dạ hiền, bậc an tịnh, tĩnh lặng. Nhất dạ hiền là một đêm đó ha, một đêm, một hành giả đó, một ngày, tu một ngày. Xin lặp lại nha, rất là hay. Quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại, hiện tại là chánh niệm tỉnh giác, tuệ quán chính là đây, không động không rung chuyển, biết vậy nên tu tập, hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai, không ai điều đình được, với đại quân thần chết, trú như vậy nhiệt tâm, đêm không mệt mỏi, xứng gọi nhất dạ hiền, bậc an tịnh, trầm lặng. Dạ, một Phật sư gửi mít lại cho Nguyên Như nha. Một Phật.